Dân y xã đấy na là họ xây phong trò lên nhiều chị na, họ bắt công nhân ở trò vì là người dân cháu dạy em cách có 10 cây mà 10 cây ở nhà có con nhỏ này có mẹ già này mình rừng mà họ ở trò được đúng không, rồi là họ bắt chặn xe ô tô lại là họ bắt công nhân phải ở trò, họ làm vô lý lắm, rồi là công nhân đi xin xe máy đi thì họ giật xuống, họ lôi xuống thì họ số họ đập không phải còn mấy đứa già khác đấy ba nữa ngày ba công trạng xuống xe xin xe máy bắt xuống không cho xe máy nhu cầu của công nhân là từ họ lựa chọn. Anh làm như thế này được nên được. Riêng công an xã và lực lượng bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền kể cả quân sự và công an xã là người trực tiếp thường xuyên đấy tuyên truyền vận động các nhân dân không được làm những vấn đề đâu. Nhưng mà những người này là những người bị chửi nhất, nhiều nhất. Thì cái đó thì rõ ràng vi phạm thế này thì là bảo rồi chứ. Những trường hợp vi phạm pháp luật thì rõ ràng. Đạo huyện đấy cũng cho biết là cần phải tập trung lực lượng để tổ chức vây bắt.